Chuyển động Ocean Edu là bản tin tổng hợp của hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu. Trong số này, Chuyển động Ocean Edu sẽ có những nội dung sau. Lễ hội Halloween do hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 đã mang đến một sân chơi bổ ích cho các em nhỏ từ 4 tới 16 tuổi. Điều thú vị của lễ hội Halloween Squid Spooky Monster năm nay chính là sự đa dạng trong các trang phục hóa trang, biểu diễn nhạc kịch, vũ đạo và đặc biệt là phần thi hùng biện song ngữ Anh Việt. Với sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng từ phụ huynh và các bạn nhỏ đã góp phần tạo nên một lễ hội Halloween sống động, đầy màu sắc và ấn tượng. Tối ngày 26 tháng 10, hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu tổ chức chương trình khai trương chi nhánh Ocean Edu Lạng Sơn tại số 266 Bà Triệu, thành phố Lạng Sơn. Tiếp nối sứ mệnh mang tri thức đến người học, tối ngày 28 tháng 10, Ocean Edu Yên Phong tại lô 611 khu đô thị mới thị trấn Chợ Yên Phong Bắc Ninh cũng đã chính thức khai trương. Nhân dịp khai trương hai chi nhánh, Ocean Edu đã tổ chức chương trình ưu đãi đặc biệt và dành tặng nhiều phần quà hấp dẫn cho các em học sinh. Chi nhánh Ocean Edu Hải Dương 1 đã tổ chức vòng loại cuộc thi tại hai trường Trung học cơ sở Việt Hòa và Trung học cơ sở Lê Quý Đôn trong các ngày 20-21 tháng 10 vừa qua. Hơn 400 thí sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đã tham dự cuộc thi này. Trước đó vào ngày 30 tháng 9 và mùng 7 tháng 10, chi nhánh Ocean Edu Cẩm Phả cũng tổ chức thi vòng loại cho hơn 320 thí sinh. Còn ngày 14 tháng 10, chi nhánh Ocean Edu Thái Nguyên đã phối hợp với trường Trung học phổ thông Chu Văn An và Trung học phổ thông Gang Thép tổ chức vòng loại cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh IELTS Circle of Champions 2018. Với mong muốn giúp trẻ có một sân chơi lành mạnh, trải nghiệm và thể hiện khả năng tiếng Anh, Ocean Edu tiếp tục khởi động chương trình Ngày hội Asian English Camp. Đây chính là nơi mà các em được tự do trải nghiệm và khám phá, thể hiện cá tính cùng những người đồng đội để làm nên những điều tuyệt vời. Qua đó, các em sẽ tích lũy thêm nhiều kiến thức tiếng Anh cũng như kỹ năng sống. Chương trình kéo dài đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2018. Thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong các số Chuyển động Ocean Edu tiếp theo.